Hello mọi người, thì hôm nay Rạng về cho mọi người được hai cái mẫu cần Ashino. Thì hai mẫu này cho mọi người đánh dạng như chuyên đánh về cảm giác hoặc là có thể lua mồi nhái thiệt nha. Hai dòng này thì đọt cần nó khoảng 2D8 thôi, 28. Thì trước hết là cái dòng Ashino, cái tên hơi khó đọc nha mọi người. Đây này, nó có ghi ở trên cái thân cần. Được rồi, để quay lại nha. Đây, Ashino là gì? Diablo. Thì mẫu này nó có size là 2m1, 2m4 và 2m7. Cần chúng ta là cần carbon xoắn ít nha. Đây, mẫu này là carbon xoắn ít. Khoen thì là khoen Fuji. Bát thì bát hãng. Cán thì cán mút. Cán mút dạng như cán hở. Nói hở không phải hở nha mọi người. Ở đây là nguyên cái phần bát vặn của cái mẫu cần chúng ta này. Đó, mẫu này có 3 size. Thì thông số của mẫu này này. Mẫu này mặc in Thái Lan nha mọi người. Mắt á, tải mồi nó là 100g. Tải cá là từ 10 cho tới 20 lb. Thì 20 lb thì khoảng 9 kg mấy là mắt của nó. Còn chúng ta dòng thì cá tầm mười mấy ký chúng ta dòng vẫn được với dòng cần này nha. Cần khỏe nhất tỉnh cần là khoảng 5 kg. Rồi cần sẽ 27 nha. Khớp nối cần là dạng ngọn cắm vào gốc thế này nha mọi người. Ở đây thì mọi người cắm cái này là ok nha. Đó, rồi ok, thì mẫu này nếu mà size ngắn nhất của nó là size 2m1. 2m1 giá là 700, mỗi size lên 20.000 nha mọi người. Tất cả các cần các size chứ, tất cả các size á, là tải như nhau nha. Độ tải của các size như nhau, đọt vẫn là 2D8. Nếu mà size 2m1 với 2m4 thì đọt khoảng 2D6 thôi, nó nhỏ hơn một chút xíu. Và tiếp theo một mẫu nữa. Mẫu này thì nó có lên được size 3m, từ size 2m, 2m4, 2m4, 2m7 và 3m. Giá của nó là 500 cho size 2m4, mỗi size lên 20.000 nha. Cần này thì cán nó sẽ dài hơn, cán liền nha. Đây sẽ liền hơn. Phần dưới này khoảng 20, khoảng 30 cm và đến cái bát máy. Dòng này thì bát chúng ta là bát Fuji này, bát máy á, bát Fuji. Còn khoen thì khoen bướm, khoen bướm thì lại khoen thường, nên dòng này giá rẻ hơn một chút so với cái dòng phôi xoắn ít này. Còn dòng này chúng ta vẫn là cần rỗng, chất liệu là carbon. Cái này carbon xoắn, những xoắn vòng nè, nó xoắn tròn chứ không phải là xoắn ít như cái mẫu này nha mọi người. Độ tải của hai mẫu này cũng ngang nhau thôi. Cần này vẫn tải tỉnh khoảng 5 kg. Size thì có 3m, 2m7 và 2m4. Cái này thì cái kiểu của nó vẫn là đọt trùm lấy gốc luôn. Nhưng mà cái dòng này khoen là khoen bướm nha mọi người. Đây khoen bướm. Khoen bướm khoảng hơn 3 ngón tay nha. Và đọt trùm gốc theo kiểu này. Ở đây thì tổng cộng cần có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 khoen, 7 khoen và 1 đầu bu chống sắn. Đọt vẫn 2D8 luôn. Cần tải khỏe. Đây nè, bu chống sắn nè. Nó cần này, thông số của cần. Cần này tên của cần là tên cần Super Star, nhưng mà Super Star nè. 300 là cần dài 3m. Tải của cần đây thì cần 2 khúc, tải là từ 20 cho tới 40 lb. Thì dòng này tải nó cao hơn nha mọi người. 40 lb khoảng 18 kg. Còn tải mồi thì từ 50 cho tới 100g. Ở đây là có logo chống hàng giả của hãng Ashino. Đó, dòng này là carbon xoắn, dạng xoắn vòng chứ không phải là xoắn ít. Đó, thì mẫu này vẫn vậy, cho người đánh cảm giác câu ngâm, câu lăng xê, cảm giác nha, cực kỳ cảm giác luôn. Đọt cần 2,8 thôi. Đó, nếu mọi người có thể kết hợp giữa lua và lua mồi thiệt nha, còn lua mồi giả thì quăng đi chắc không xa đâu. Thì size 3m á, thì nó có 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bu. Còn 2m4 thì nó sẽ ngắn hơn một chút, ít một khoen, và size 2m1 vẫn vậy. Còn lực tải cần đang cầm là cần 2m4 nha. Đây 2m4. Tải nó vẫn như nhau nha mọi người. Vẫn là 20 lb cho tới 40 lb và tải mồi là 50g cho tới 100g nha. Thì cần ngắn lại thì cái khoen bướm nó sẽ nhỏ hơn một chút nè. Hãng cần Ashino. Đó, rồi ok, thì Rạng nhắc sơ lại về giá của hai dòng này nha. Thứ nhất á, là dòng Super Star này nè. Nó có 3 size là size 2m4, 2m7 và 3m. Mỗi size nó cách nhau 20.000. Thì size 2m4 giá của nó là 500 và 2m7 là 520 và 3m là 560. Thì miễn ship toàn quốc cho mọi người luôn dòng cần này nha, không tính phí ship. Và tiếp theo một dòng nữa là dòng carbon xoắn ít này là Diablo gì đó, đây Diablo nè, tên hơi khó đọc. Thì dòng này nó chỉ có size 2m7, 2m4 và 2m1. Mẫu này nếu mà 2m1 á, giá nó là 700, 2m4 là 720 và 2m7 là 740. Đó, thì đợt này là sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người luôn hai dòng cần này. Đó, mẫu này được cái là phôi nó đẹp nha, phôi đẹp, và dòng khoen của nó là khoen Fuji cành ship. Nó đọt vẫn là 2,8 cho người đánh lua hoặc là đánh lăng xê đầy cảm giác nha, hai mẫu này nha. Đó, rồi ok, thì giá công khai ở dưới mô tả và miễn phí vận chuyển toàn quốc cho người luôn. Mọi người nhận hàng, khui hàng ra, kiểm tra hàng và trả tiền cho người giao hàng. Đó, tất cả cần gửi đi bên shop Rạng đều cho vào cái ống nước nha mọi người, ống nước thế này nè, ống nhựa PVC á, cho cần chúng ta nó không bị trầy xước và bị gãy khi vận chuyển nha. Thì hàng đến mọi người có quyền kiểm tra hàng và trả tiền cho người giao hàng giúp shop nha. Đó, thì ship hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Mọi người đặt hàng cứ alo shop Rạng của hai số điện thoại ở trên màn hình này. Mọi người gọi số nào cũng được, hoặc lấy số nhắn qua Zalo, thì Zalo bị full mọi người cứ nhắn tin bình thường là được nha. Đó, rồi thì nếu mọi người ở gần shop á, thì có thể ghé địa chỉ phía dưới này xem hàng và lấy luôn. Thì trước khi đi, nếu mọi người không biết cứ lên Google Maps gõ là Đồ Câu Lê Rạng, thì bên Google Maps chỉ mọi người đến tận nơi nha. Đó, rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người clip sau.